Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao người Việt dễ dàng trở thành nạn nhân lừa đảo qua mạng. Ngày 17 tháng 2, AFA tiếng Việt loan tin mã độc trộm tiền trên iPhone tấn công người dùng Việt Nam. Theo đó, công ty an ninh mạng quốc tế Group IB cảnh báo về một mã độc trên iPhone mới được thiết kế để đánh cắp dữ liệu nhận dạng khuôn mặt, tài liệu nhận dạng và chặn SMS đang tấn công người dùng Việt Nam và Thái Lan. AFA cho biết, truyền thông nhà nước loan tin trong ngày 17 tháng 2 dẫn giải thích cảnh báo từ Group IB rằng mã độc mới này do một tin tặc nói tiếng Trung Quốc có tên mã là Gold Factory phát triển. Hình ảnh bản tin trên AFA. Theo báo cáo chi tiết của Group IB, Gold Factory là phát triển một họ mã độc cực kỳ tinh vi, nhắm mục tiêu vào các ứng dụng ngân hàng, mạo danh ngân hàng địa phương và các tổ chức chính phủ, bao gồm các mã độc đã được phát hiện trước đó và mới đây cả trên iPhone và Android. AFA dẫn đại diện của Group IB tại Việt Nam cho biết, một người dùng Việt Nam đã trở thành nạn nhân của loại mã độc hại này khi thực hiện các hoạt động mà ứng dụng yêu cầu, bao gồm cả quét nhận dạng khuôn mặt. Kết quả là tin tặc đã rút số tiền tương đương hơn 40.000 USD. Theo AFA, điều khiến cho mã độc này trở nên nguy hiểm hơn chính là khả năng khai thác dữ liệu sinh trắc học bị đánh cắp. Từ dữ liệu này, tin tặc sử dụng công cụ AI để tạo ra nhận diện giả bằng cách thay thế khuôn mặt của chúng bằng khuôn mặt của nạn nhân nhằm truy cập trái phép vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân hoặc dữ liệu khác được bảo vệ bằng nhận dạng khuôn mặt. Hoạt động như 2FA. Khi nạn nhân phát hiện ra mọi chuyện thì có thể đã quá muộn. Các tài khoản ngân hàng là đích đến của bọn tội phạm lừa đảo qua mạng. AFA dẫn các chuyên gia của Group IB khuyến cáo để bảo vệ iPhone, người dùng nên tránh cài những ứng dụng có nguồn không tin cậy, hạn chế tải ứng dụng trên Test Flight vì nền tảng này không được kiểm duyệt như App Store. Liên quan đến vấn đề này, AFA dẫn thạc sĩ Philip Hùng Cao, chiến lược gia và nhà truyền bá về Zero Trust, một mô hình về bảo mật mạng cho biết có gần 16 tỷ USD do người Việt Nam bị lừa đảo qua mạng. Trong tổng số 53 tỷ USD toàn cầu, đó là con số rất lớn, để thấy rằng Việt Nam là vùng trũng trong khả năng nhận thức và thông tin về sử dụng mạng. Báo Tuổi Trẻ ngày 12 tháng 1 cũng dẫn quan điểm của chiến lược gia Hùng Cao, cho rằng COVID-19 đã thay đổi thói quen sinh hoạt theo hướng online. Từ đó, thay vì mang tiền ra ngoài đầu tư và tương tác trực tiếp với người khác, thì nay nhiều người ngồi ở nhà mở tài khoản trực tuyến để làm ăn. Hơn nữa, tâm lý ít công sức, thời gian ngắn nhưng lại nhanh có tiền đã cuốn nhiều người trở thành con mồi của lừa đảo. Hình ảnh một biếm họa về lừa đảo qua mạng. Tuổi Trẻ dẫn nhận định của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này cho rằng phong trào chuyển đổi số rầm rộ, mua sắm trực tuyến bùng nổ, cùng với sự phổ biến của thanh toán không tiền mặt, trong khi ý thức và kiến thức bảo mật của phần đông người dùng còn hạn chế là nguyên nhân khiến cho tội phạm lừa đảo liên tục nhắm đến người dùng Việt Nam. Tuy nhiên, còn một nguyên nhân quan trọng mà báo chí không nhắc đến đó là thói quen tuân phục đã ăn sâu vào nếp tư duy của người Việt sau mấy chục năm bị hệ thống giáo dục của Cộng sản nhồi sọ. Ban đầu, người dân ngoan ngoãn chấp hành tất cả các yêu cầu của chính quyền, không thắc mắc, không nghi ngờ, coi đó là điều đương nhiên đúng. Sau đó, thói quen này dần dẫn đến việc tuân thủ, chấp hành tất cả những yêu cầu của các doanh nghiệp tư nhân vì họ đã được nhà nước cấp phép. Thói quen này đã khiến cho người Việt không có khả năng đặt ra những nghi vấn, phản biện trước mọi vấn đề. Và chính vì vậy, khi gặp những yêu cầu của bọn lừa đảo qua mạng, người ta đã thực hiện một cách vô thức như kiểu phản xạ có điều kiện đã được hình thành từ lâu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Vì sao người Việt dễ dàng trở thành nạn nhân lừa đảo qua mạng? Thêm một người ở Vĩnh Long bị xử phạt hành chính vì báo chốt trên Facebook. Ngày 16 tháng 2, AFA tiếng Việt loan tin, Công an tỉnh Vĩnh Long phạt tiền người dân đưa tin về chốt kiểm tra nồng độ cồn trên Facebook. Theo đó, một người đàn ông ở tỉnh Vĩnh Long vừa bị công an tỉnh này phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng vì đã đưa thông tin về chốt kiểm tra nồng độ cồn của công an lên Facebook để báo cho người khác tránh. Hình ảnh bản tin trên AFA. AFA dẫn tin từ báo nhà nước cho biết hôm 16 tháng 2 rằng ông NMH, 33 tuổi, bị xử phạt về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.
tại một nghị định của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Theo AFA, ông NMH vào ngày 6 tháng 2 đã bị đội an ninh công an huyện Trà Ôn làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính vì đăng tải bài viết có nội dung thông báo chốt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông. Báo Nhà nước cho biết ông H đã khai nhận việc đăng bài trên Facebook vào khoảng từ 20 tới 21 giờ ngày 30 tháng 1 với nội dung thông báo chốt kiểm tra nồng độ cồn của cảnh sát giao thông huyện Trà Ôn trên Facebook cá nhân. Trước đó, AFA cho hay, hôm 14 tháng 2, Báo Nhà nước đã đưa tin một trường hợp khác ở tỉnh Lai Châu cũng bị công an phạt tiền 7,5 triệu đồng vì cáo buộc đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, sau khi người này đưa tin về chốt kiểm soát của cảnh sát giao thông lên mạng xã hội để báo cho người khác tránh. Hình ảnh cô LTT bị công an tỉnh Lai Châu xử phạt hành chính. Không chỉ dừng lại ở việc phạt người chủ của Facebook đăng bài, công an Lai Châu còn tiếp tục truy tìm cả những người viết comment, nhận xét trên status của Facebook nói trên, bị cho là đã xúc phạm cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ vào dịp Tết Nguyên Đán. Người bị phạt là bà LTT, sinh năm 1998. Báo Nhà nước cho biết, vào ngày 13 tháng 2, fanpage công an tỉnh Lai Châu nhận được tố giác của quần chúng về việc tài khoản Linh Nhi đăng tải một nội dung xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên mạng xã hội Facebook. Không chỉ dịp Tết, nhiều tài khoản nhóm trên Facebook, Zalo còn được thiết lập nhằm báo chốt, tránh chốt, cảnh sát giao thông. Báo chí nhà nước cho rằng hành vi này là vi phạm, coi thường pháp luật. Tuy nhiên, ở góc độ người dân, việc làm này thể hiện sự bất bình của họ đối với các quy định của công an. Lực lượng chức năng đã xử phạt nhiều người, nhiều nhóm hội về hành vi nói trên. Tuy nhiên, số lượng các nhóm không hề suy giảm. Hình ảnh một nhóm thanh niên tụ tập hóng chốt, cổ súy cho hành vi thông chốt. Đa số thành viên các nhóm này là thanh niên, thậm chí không chỉ thông báo online, họ còn kéo nhau tụ tập để hóng chốt, cổ súy, reo hò mỗi khi có người thông chốt thành công, có nghĩa là phóng xe tốc độ cao vượt qua chốt mà không bị bắt lại. Nhìn bề ngoài có vẻ như đây là hành động nổi loạn của giới trẻ, nhưng về bản chất bên trong là một sự phản kháng đối với giới cầm quyền mà có thể ngay cả người trong cuộc cũng không ý thức được. Bởi rất đơn giản, ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Và sự đấu tranh này chỉ đơn thuần là phản ứng tự nhiên của con người, không hề có ai xúi giục. Do đó, dễ hiểu là không thể dùng sự áp bức, xử phạt, truy lùng để giải quyết vấn đề này. AFA cũng cho biết, luật của Việt Nam nghiêm cấm việc người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong máu hoặc trong hơi thở có nồng độ cồn. Quy định này, theo ý kiến của nhiều người dân là quá khắt khe, vì nhiều khi đồ ăn cũng có cồn, nhưng không đủ mạnh để gây ra say như uống rượu bia. AFA dẫn báo nhà nước cho biết thêm, trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn, cảnh sát giao thông đã ghi nhận hơn 29.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn, xử phạt số tiền lên tới 182 tỷ đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Thêm một người ở Vĩnh Long bị xử phạt hành chính vì báo chốt trên Facebook. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.